Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, ngay sau khi dự buổi lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015 tại huyện Mèo Vạc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm kiểm tra cơ sở chế biến rượu ngô men lá tại thôn Há Ía, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Làng nghề sản xuất rượu ngô men lá Cán Chu Phìn được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận từ cuối năm 2014. Hợp tác xã dịch vụ thương mại Tân Long là cơ sở sản xuất rượu đóng chai. Đến thời điểm hiện tại, toàn thôn Hai Ía có trên 100 hộ dân tham gia nấu rượu cho hợp tác xã. Thương hiệu rượu ngô men lá Cán Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang được làm từ ngô hạt kết hợp với men lá hái từ núi cao, sử dụng mạch nước ngầm từ trong lòng núi đá ở độ cao trên 1.300m so với mặt nước biển. Sau khi được chiết xuất, sản phẩm được khử độc tố aldehyde bằng dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến, an toàn cho người sử dụng. Thăm kiểm tra và nói chuyện với những hộ dân trực tiếp nấu rượu tại thôn Hai Ía, xã Cán Chu Phìn, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao quyết tâm xây dựng thương hiệu riêng của hợp tác xã thương mại dịch vụ Tân Long, huyện Mèo Vạc trong thời gian qua. Để có thương hiệu thật sự ấn tượng, tạo ra uy tín đối với người tiêu dùng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hợp tác xã cần lưu ý đến tất cả các quy trình trưng cất theo đúng quy định. Phải đặc biệt quan tâm đến bảo vệ, giữ gìn nguồn nước tự nhiên và loại men lá với ngô vùng cao để đảm bảo chất lượng và thương hiệu đã tạo dựng được. Đối với huyện và cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia cung ứng rượu cho hợp tác xã. Trong quá trình thực hiện, các ngành chức năng phải thực hiện tốt chế độ kiểm tra, thẩm định và giám sát chặt chẽ hoạt động của hợp tác xã. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tin tưởng rằng với sự quyết tâm chặt chẽ của hợp tác xã và người dân thôn Hai Ía, thương hiệu rượu ngô men lá Cán Chu Phìn sẽ luôn là một sản phẩm mà nhiều người biết đến, ưa chuộng và tin dùng không chỉ trong tỉnh mà cả ngoại tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Chiều ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã đi thăm thực tế tại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông Lâm Sản Hoàng Su Phì và khảo sát điểm dự kiến xây dựng trụ sở làm việc của huyện ủy Hoàng Su Phì, trường Mầm Non Vinh Quang, cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông Lâm Sản Hoàng Su Phì được thành lập năm 2013. Trong năm vừa qua, đơn vị đã chế biến hơn 200 tấn củ cải tươi, tương đương 8 tấn sản phẩm củ cải khô bán ra thị trường với giá 200.000 đồng 1 kg, sản xuất trên 10.000 bịch nấm bào ngư, cho thu hoạch trên 1.000 tấn sản phẩm, tiêu thụ với giá 50.000 đồng 1 kg. Tổng doanh thu năm 2014 đạt trên 1,5 tỷ đồng. Hợp tác xã đã tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, tiêu thụ sản phẩm cho trên 50 hộ gia đình trồng rau tại các xã trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đánh giá cao mô hình hoạt động của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông Lâm Sản Hoàng Su Phì. Đây là mô hình kinh tế tập thể. Điểm nổi bật của Hợp tác xã là lấy người dân làm chủ thể phát triển để phát huy hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian tới, hợp tác xã cần nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã hoạt động, đặc biệt là vấn đề vốn đầu tư giúp hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã đi khảo sát điểm dự kiến xây dựng trụ sở làm việc của huyện ủy Hoàng Su Phì, địa điểm xây dựng trường Mầm Non Vinh Quang. Dự kiến, điểm xây dựng trụ sở làm việc mới huyện ủy Hoàng Su Phì tại khu vực trường Trung học phổ thông huyện Hoàng Su Phì trên diện tích 4.000 m2 với một tòa nhà 5 tầng, một tòa nhà 2 tầng và nhà lưu trữ hồ sơ. Hiện nay, huyện đang tiến hành khảo sát, đo đạc, chuẩn bị xây dựng dự án đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn vừa có chuyến kiểm tra tiến độ thi công các công trình khu cửa khẩu tiểu ngạch mốc 238 xã Lao Trải, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Khu kinh tế cửa khẩu tiểu ngạch mốc 238 xã Lao Trải là một trong những dự án lớn của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xã biên giới trên địa bàn huyện Vị Xuyên đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu. Thông qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu kinh tế Biên Mậu gắn với quy tụ dân cư, bao gồm khu hành chính, trường học, khu dân cư và trạm biên phòng, hoàn thành phần nền đường giao thông đi từ trung tâm xã Lao Trải đến mốc 238 và đổ bê tông được gần 2 km đường giao thông. Có 18 trên 28 hộ gia đình đã chuyển về nơi ở mới trong vùng quy hoạch. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị cấp ủy chính quyền huyện và xã cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản khu kinh tế cửa khẩu tiểu ngạch mốc 238, trong đó chú trọng hoàn thành tiến độ đổ bê tông tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Lao Trải đến mốc 238, lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn để giúp nhân dân hoàn thành việc di dân ra biên giới. Về vấn đề này, xã Lao Trải và huyện Vị Xuyên cần học hỏi cách làm của huyện Hoàng Su Phì về việc chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Biên Mậu, xã Thẳng Tín, để sớm đưa ra các công trình trong khu kinh tế Biên Mậu cửa khẩu tiểu ngạch mốc 238 vào hoạt động, thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3, đoàn công tác miền Tây do bà Phạm Hồng Thủy, giám đốc công ty thủy sản Cà Mau làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các cháu học sinh xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng cho quỹ phát triển nghề may mặc trang phục dân tộc tại thôn Lũng Hòa A, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Dự buổi trao quà có lãnh đạo huyện Đồng Văn. Đến thăm các cháu học sinh tại một số điểm trường xã Xà Phìn, đoàn đã trực tiếp trao các phần quà gồm quần áo, bánh kẹo, mì tôm và một số vật dụng khác, tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Đây là những món quà có ý nghĩa đối với các cháu học sinh vùng cao biên giới, trong điều kiện đời sống của nhân dân các dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn. Thôn Lũng Hòa A, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn hiện nay có trên 70% số hộ đang làm nghề may các trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông để bán phục vụ thị trường trong và ngoài huyện. Tuy nhiên, do tỷ lệ hộ nghèo trong thôn cao chiếm trên 50%, nên việc đầu tư mua mới thiết bị để phục vụ sản xuất nghề may mặc tại đây còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đoàn công tác đã hỗ trợ thôn Lũng Hòa A, xã Xà Phìn 30 triệu đồng tiền mặt để gây quỹ phát triển nghề may tại thôn, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện nâng cấp và mua mới trang thiết bị phục vụ nghề may trang phục dân tộc tại địa phương. Đây là một hoạt động thiết thực góp phần giúp các hộ nghèo vượt qua những khó khăn để phát triển làng nghề. Vừa qua, đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn khối các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức đến tặng quà, thăm cột mốc đường biên giới cũng như giao lưu thể thao bóng chuyền, động viên chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ đồn biên phòng Thẳng Tín. Với tên gọi chương trình tháng 3 biên giới của đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn khối các cơ quan đơn vị do Ban chấp hành huyện đoàn phát động đã thu hút gần 100 đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đến thăm và động viên các chiến sĩ đồn biên phòng Thẳng Tín. Tại đây, các bạn trẻ đoàn viên thanh niên đã trao tặng các chiến sĩ bộ đội biên phòng Thẳng Tín một máy tính và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại địa bàn xã. Thăm tặng quà trạm kiểm soát biên phòng Thẳng Tín, tổng giá trị các suất quà trị giá trên 10 triệu đồng. Ngay sau khi tặng quà các chiến sĩ đồn biên phòng Thẳng Tín, các bạn trẻ đoàn viên thanh niên huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức đến thăm cột mốc biên giới. Đây là một trong những mô hình do Ban chấp hành huyện đoàn phát động, đoàn viên thanh niên huyện phát huy sức trẻ đoàn viên thanh niên xung kích tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới. Mô hình đoàn viên thanh niên tổ xung kích tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới hiện nay thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Qua thăm mô hình đã giúp đoàn viên thanh niên huyện hiểu thêm về nhiệm vụ của tuổi trẻ trong việc tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới thuộc các chi đoàn phụ trách, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên, qua đó tạo sự gắn bó quan hệ mật thiết giữa các đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào của đoàn, đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn tổ chức. Dịp này, đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn khối cơ quan đơn vị của huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức tham gia giao lưu thể thao bóng chuyền với các chiến sĩ đồn biên phòng Thẳng Tín. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Phụ nữ huyện Đồng Văn tích cực triển khai thực hiện. Với những cố gắng nỗ lực, các mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả, cuộc sống của các hội viên đang từng bước được cải thiện bởi thu nhập ngày một khá hơn. Gia đình chị Lý Thị Sủi, trú tại thôn Xóm Mới, thị trấn Phố Bảng, là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế. Năm 2009, được Hội Phụ nữ thị trấn giới thiệu mô hình trồng hoa hồng. Cũng như sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình chị đã mạnh dạn đưa cây hoa hồng vào trồng thử nghiệm. Sau một thời gian trồng, thấy có hiệu quả,
chị đã mở rộng quy mô vườn hoa từ hơn 6.000 m2 lên đến 1 hecta. Nguồn hàng dồi dào, chất lượng hoa tốt đã được khách hàng đón nhận. Hoa của gia đình chị đã cung cấp cho thành phố Hà Giang, Thái Nguyên. Mức thu nhập bình quân của gia đình mỗi năm khoảng 250 triệu đồng. Từ năm 2009 cũng được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ cái cây giống với lại một số phân bón của năm đầu ấy, thì nhân cái dịp đấy thì gia đình tôi cũng đăng ký và nhận về trồng. Thì nói chung là từ trước nhà tôi làm đến bây giờ thì tôi thấy so với những cây khác thì nó cũng có thu nhập cao hơn và rất là ổn định. Nhận thấy phát triển chăn nuôi là thế mạnh đối với huyện, Hội Phụ Nữ Đồng Văn đã triển khai và thực hiện nhiều mô hình như chăn nuôi trâu bò nhốt, mô hình nuôi lợn nái sinh sản. Bằng cách phối hợp với ngân hàng cho vay ủy thác nguồn vốn, nhiều hội viên đã có vốn để phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Mỗi nhóm chăn nuôi có từ 5 đến 10 hộ tham gia với quy mô từ 4 đến 5 con gia súc. Mỗi năm cũng có nguồn thu khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Gia đình tôi từ lúc có Hội Phụ Nữ về tuyên truyền về cách làm ăn thì gia đình tôi cũng chọn mô hình chăn nuôi bò. Thì từ lúc chăn nuôi bò về thì gia đình tôi cũng chăn nuôi được nhiều bò và bán ra để nuôi con đi học. Gia đình tôi còn có hai đứa con học đại học. Kinh tế gia đình thì cũng tạm đủ. Hội Phụ Nữ huyện Đồng Văn hiện có trên 10.000 hội viên. Trong đó có đến hơn 5.800 hội viên nghèo. Nhờ có kế hoạch hướng đi cụ thể trong các phong trào, nên nhiều gia đình hội viên đã từng bước vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, hội có trên 5% số hội viên vươn lên thoát nghèo. Khi đời sống của hội viên được nâng lên, chị em đã phát huy tính đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng cách thành lập các tổ tiết kiệm cho hội viên vay không lãi suất. Hội Phụ Nữ của huyện, các hoạt động đó chủ yếu chúng tôi chỉ đạo là hướng về cơ sở và có sự phối hợp với lại trung tâm dạy nghề trong việc mở các lớp dạy nghề cho chị em phụ nữ để tiếp cận khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất và chăn trồng trọt. Về nông nghiệp thì chị em phụ nữ đã biết vận dụng các cái khoa học kỹ thuật để sản xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng chính sách để giúp chị em tiếp cận với nguồn vốn và tiếp tục tuyên truyền hội viên phụ nữ tham gia để phát triển nhiều cái mô hình phát triển kinh tế nhiều hơn nữa để giúp cho chị em tăng thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thực hiện và duy trì hoạt động của các mô hình không chỉ tạo được nguồn thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm cho một bộ phận chị em hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với những kết quả đã đạt được, Phụ Nữ Đồng Văn đã và đang là những hạt nhân góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Cuối bản tin thời sự ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 9 tháng 3 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 9 tháng 3. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực vùng núi thấp, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 84%.
Thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.